Sơn Hạ Lệnh nhận cơn mưa lời khen của khán giả quốc tế. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn sắp hội ngộ. Sơn Hạ Lệnh là dự án phim có kinh phí vô cùng thấp. Các diễn viên chính đều là những gương mặt mới chưa có tên tuổi trong làng giải trí. Khi bộ phim lên sóng, từ 10 triệu lượt xem dần dần tăng lên trung bình 200 lượt xem từng ngày. Sơn Hạ Lệnh xứng đáng là một hắc mã nổi bật nhất trong nửa đầu năm 2021. Khi thành công về mặt đánh giá mà chất lượng đạt được, tác phẩm cũng đạt được số điểm cao ngất ngưỡng trên Douban với 8,6 điểm. Không chỉ nổi danh tại Trung Quốc, Sơn Hạ Lệnh còn tạo được tiếng vang trên thị trường quốc tế. Thậm chí, điểm đánh giá của bộ phim trên trang IMDb còn cao hơn cả Douban với 9,3 điểm. Khán giả nước ngoài dành cơn mưa lời khen cho tác phẩm. Họ đánh giá rất cao từ mặt nội dung, hành động cho đến diễn xuất của hai diễn viên chính, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Nhận xét của khán giả quốc tế đối với Sơn Hạ Lệnh: mọi thứ đều hoàn hảo đến mức chẳng thể diễn tả hết bằng lời, thật sự là quá hay luôn. Mặc dù kinh phí và ngân sách hạn hẹp, đoàn phim có thể cho ra một bộ phim truyền hình chất lượng cao như vậy. Điều này cho thấy tâm huyết của họ dành cho tác phẩm. Những cảnh hành động võ thuật của bộ phim này rất nghệ. Hai nhân vật chính dùng ánh mắt cùng tương tác để biểu lộ tình cảm của mình, làm tăng thêm tính phong phú cho tính cách của nhân vật. Kinh phí có hạn nhưng tâm huyết giúp cho thành quả phát huy cực hạn. Nghe nói trước khi bộ phim phát sóng không hề được PR, cũng chẳng đầu tư lớn. Dàn diễn viên kém tên tuổi nhưng lại nổi tiếng từ Trung Quốc ra đến quốc tế. Điều này hoàn toàn dựa vào chất lượng và sự nghiêm túc tâm huyết của cả ekip. Họ tạo ra một bộ phim hay, thu được lợi nhuận, khán giả lại được giải trí, có thể nói đôi bên cùng có lợi. Mặc dù có sự khác biệt giữa văn hóa Trung Quốc và phương Tây, nhưng thẩm mỹ không có biên giới. Tôi rất ấn tượng khâu trang phục của bộ phim. Trước đó tại Thái Lan, rất nhiều khán giả lên mạng tìm kiếm bản phụ đề để thưởng thức bộ phim. Vào thời điểm bộ phim chưa ra mắt, xứ sở Chùa Vàng không hề nghĩ đến chuyện mua bản quyền Sơn Hạ Lệnh vì nghĩ rằng nó sẽ không hot. Chính vì vậy, điều này đã khiến cho dân mạng nước này gặp cản trở khi không thể xem bản phụ đề một cách hoàn chỉnh. Rất nhiều ý kiến kêu gọi nhà đài, trang mạng mua bản quyền Sơn Hạ Lệnh để phục vụ khán giả. Cơn sốt Sơn Hạ Lệnh tại Thái Lan đã làm người xem nhớ lại một thời Trần Tình Lệnh nổi đình nổi đám, cũng khiến khán giả nơi đây cũng phát cuồng như thế. Mới đây có tin tức cho biết, Trương Triết Hạn sẽ là một trong những khách mời góp mặt nhà hàng Trung Hoa mùa năm. Nếu như thông tin này là chính xác, thì bộ ba của Sơn Hạ Lệnh, Cung Tuấn, Trương Triết Hạn và Châu Giả sẽ có dịp hội ngộ trong cùng một chương trình. Ký ức về bộ phim lại ùa về trong tâm trí của khán giả khi chứng kiến màn tái ngộ này của dàn diễn viên. Đặc biệt, fan couple Lãng Lãng Đinh, Cung Tuấn, Trương Triết Hạn sẽ là những người vui mừng nhất khi nghe tin tức này. Thần tượng của họ sẽ cùng tương tác và tiếp tục có những khoảnh khắc chung khung hình cùng nhau.